do chính sau đây sẽ giúp cho các bác và các anh em yên tâm khi lựa chọn những dòng loa full để hát karaoke khi mua tại Zika chúng em. Thứ nhất là loa full thì có một mức công suất là rất là khỏe hơn so với những cái dòng loa cây và loa thùng. Và loa full thì được thiết kế với một bát một chiếc kèn, và các bác sẽ đánh những bát này và mic này. Thì khi mà giải trung âm được đánh ở một con bát lớn như thế này thì cái tiếng mic khi chúng ta hát karaoke nó rất là bay, cộng với cái độ sáng của cái chép kèn nữa cộng hưởng với nhau. Và đặc biệt là công suất, hát karaoke rất tốn công suất nên cần phải có đôi loa công suất khỏe để quá trình hát nó không gặp phải rủi ro và hát nó thoải mái hơn. Vì những dòng loa full thì nó có mức công suất khỏe hơn so với những dòng loa em vừa nêu như loa cây, loa thùng. Đó. Và cái kết cấu của bát của loa full thì có độ này tín hiệu tốt nên là nó phản hồi âm thanh tốt hơn, và cái áp lực áp suất được tạo ra ở loa full tốt hơn so với những dòng loa kia nên có thể đánh được nhiều cái không gian khác nhau. Đấy. Và thứ hai là khi mà lên những cấu hình combo tại Zika chúng em thì đều được phối ghép đồng bộ, đều được phối ghép đồng bộ. Khi mà phối ghép đồng bộ như thế này thì các em có thể karaoke lên Zika chúng em phối ghép thì đều được phối ghép đồng bộ cùng một hãng. Phối ghép như thế này thì nó sẽ có cái sự tương thích về cái thông số kỹ thuật, tương thích về cái hình ảnh ngoại hình bên ngoài, tất cả sản phẩm đều có một cái gam màu tương đồng giống nhau, đúng không ạ? Đấy. Và tất cả đều là hàng chính hãng, đều được bảo hành chính hãng 12 tháng tại công ty Zika chúng em. Hai lý do trên các em đã yên tâm chưa khi đến với Zika chúng em? Và đây cũng là một bộ dàn mà chúng em đã nhận đơn của anh chị Thúy Dũng, anh chị ở Hà Nội, với cái tiêu chí anh chị là cần có một bộ dàn là hát karaoke phải hay, chuyên về hát cũng như là mang cái tính chất cơ động, vì anh không gian nhà và không gian ngoài vườn anh muốn cả hai. Thì có nhu cầu sử dụng thì chúng em đã tư vấn anh với đôi loa VA12 bằng gold này sẽ đáp ứng được cái tiêu chí trên em vừa nêu, như là công suất khỏe để hát karaoke chuyên nghiệp này, thứ hai nữa là di chuyển đi lại nó dễ dàng và hình thức đẹp với tông màu vàng rất là đẹp, chất gỗ cực kỳ sang trọng này. Đấy. Và chúng em đã tư vấn thêm cho anh chị nếu mà sử dụng trọn gói thì lên một bộ dàn thì chúng ta có tổng tất cả 4 thiết bị chính hãng. Đầu tiên là đôi loa vừa giới thiệu, và thứ hai là loa siêu trầm. Ở đây là trầm T9i 2 bát cộng ngửa, bát 30 đạt mức công suất maximum là 700W. Một bát mặt là bát chính và bát dưới gần là bát cộng ngửa này. Thiết kế bên ngoài rất là đẹp, màu đỏ cánh gián, cực kỳ sang trọng với cái tông màu như thế này. Và anh chị Thúy Dũng thì cả hai đều thích hát, thì em đã lựa chọn con đài liền vang X22. Nó đáp ứng được cái nhu cầu hát karaoke chuyên nghiệp nhưng lại dễ dùng, và nó có một cái tính năng hay nhất ở trên con này, đó là ở cái chế độ hát là như ca sĩ, nó giúp cho người hát không hay hát trên con X22 này sẽ hay hơn. Đấy. Sẽ tự tin hơn để hát. Và cuối cùng là bộ mic không dây VK321 sóng khỏe, không bị rớt sóng và có khả năng bắt mic tốt, không có những cái tạp âm lọt vào, đấy, có khả năng lọc tiếng rất tốt ạ. Tổng thể bộ dàn này như chúng em đang phối ghép đây thì đang có mức giá hiện tại để anh em tham khảo là 40.500.000 đồng, và giá này thì chúng em sẽ có những cái ưu đãi riêng nếu như anh em liên hệ trực tiếp chúng em. Và sau đây thì em sẽ gửi tặng các anh em một đoạn nhạc cũng như một bản karaoke để anh em nghe và các phẩm âm chất lượng của bộ dàn mà em được phối ghép đây. Một bản karaoke trên bộ dàn loa full VA12 bằng gold này.
Đối với cấu hình combo này thì hiện tại đang có giá bán là trên 40 triệu đồng một chút. Để các anh em có thể có hợp lý trong cái tầm tiền cũng như là chất âm vừa tai, và nhất là tổng thể của bộ dàn này phù hợp với không gian nhà mình, phù hợp với phòng khách nhà mình, với cái thiết kế phòng khách nhà mình, thì để lại bình luận hoặc để lại số chúng em tư vấn thêm về bộ dàn này, và sẽ có những cái chương trình ưu đãi đặc biệt nhé, dành riêng cho anh em khi đến với bộ cấu hình combo này tại Zika nhé. Và em sẽ khép lại video ở đây. Xin chào tạm biệt và cảm ơn các anh em rất là nhiều.